là tôi ngay lập tức về ly dị vợ Phương khóc lóc Bảo tôi hãy suy nghĩ lại Vì con chúng tôi chưa đầy một tuổi Nhưng tôi bảo rằng Tôi đã chán cô ấy lắm rồi Tôi không thể sống chung với người mà tôi không còn tình cảm Tôi viết đơn ly dị Và bắt Phương ký Công ty tôi có rất nhiều đối tác là người nước ngoài Do đó tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với họ phải nói là môi trường làm việc năng động Lại được đi nước ngoài thường xuyên Nên khi về nhìn vợ con sổ sẻ của mình tôi chán ngán lắm Ai đời đẻ được 9 tháng rồi mà Phương vẫn chưa lấy lại được dáng Đã thế người khi nào cũng thum thùng... Khi thì mùi nước đái của con Khi thì mùi sữa Khi thì mùi thức ăn Nghĩ đến đó thôi là tôi đã chẳng muốn gần gũi vợ rồi Trong một chuyến công tác tôi bỗng gặp được anna cô làm trong một dự án với công ty của tôi nên cả hai có dịp gặp nhau rất nhiều tôi giỏi tiếng anh lại là người hướng ngoại và hài hước nên anna rất thích chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều tôi thích thú khi thấy anna chủ động mời mình đi uống rượu sau lần đi ban đó anna đã chủ động rủ tôi về nhà cô tôi phấn khích vô cùng thế rồi chuyện gì đến cũng đến Anna nói với tôi qua đêm với nhau Sau hai tháng trời không đụng vào người vợ Thì lần chung giường với gái Tây lần này Đã khiến tôi bụn rũn chân tay Phấn khích vô cùng Tôi nghĩ rằng cuối cùng cuộc sống chung của mình với vợ Cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa Vì chúng tôi không hòa hợp chuyện đó 9 tháng trời Phương mang thai Cộng thêm 9 tháng sau khi Phương sinh Tôi và cô ấy không làm gì cả tôi nghĩ rằng chuyện ấy là một phần rất quan trọng trong đời sống của vợ chồng. Anna cũng nói với tôi rằng cô ấy rất thích tôi và muốn sống cùng tôi. Thế là tôi ngay lập tức về nhà ly dị vợ. Phương khóc lóc, bảo tôi hãy suy nghĩ lại vì con chúng tôi chưa đầy một tuổi. Nhưng tôi bảo rằng tôi đã chán cô ấy lắm rồi. Tôi không thể sống chung với người mà tôi không còn tình cảm. Tôi viết đơn ly dị và bắt phương ký hoàn tất thủ tục ly dị xong tôi hí hửng hẹn hò với anna lúc này cô ấy đã chuyển hẳn sang việt nam làm việc tôi thích lắm và nghĩ giờ mình là giai tân muốn làm gì cũng được hôm đó anna lại hẹn tôi đến nhà tôi đã nghĩ ngay đến cảnh ân ái mùi mẫn với cô gái tây xinh đẹp đúng là chúng tôi đã có một đêm ân ái nhớ đời theo nghĩa đen nếu như lần trước Anna khiến tôi thích thú bao nhiêu thì hôm nay tôi lại được một fan hú vía bấy nhiêu cô ấy liên tục đòi hỏi suốt đêm khiến tôi không thể nào chớp mắt được hai chân tôi lúc đó đã đi không vững nhưng Anna vẫn không tha tôi bảo với Anna cho anh ngủ một lát mai anh còn đi làm nhưng cô ấy còn trời tục khiến tôi sốc rất là nặng sáng hôm sau Tôi đang lơ ngơ nửa tỉnh nửa mê thì Anna đạp một phát xuống giường, cô ấy bắt tôi đi chuẩn bị bữa sáng mang vào tận giường cho cô ấy. Tôi sốc lắm, trong suốt chừng ấy năm lấy vợ, tôi chưa bao giờ bị vợ chửi, cũng chưa bao giờ phải đụng tay vào việc nhà, vậy mà. Tôi cố xoay người nhưng không thể nào đi được. Sau buổi đó, tôi chuẩn luôn rồi thay số điện thoại. Đến lúc đó tôi mới nghĩ đến cô vợ xề mà mình đã bỏ cách đây không lâu đúng là tôi quá ngu khi mới lên giường với gái tây một lần đã vội vã ly dị vợ của mình vâng xin kính mong quý vị tiếp tục lắng nghe câu chuyện thứ hai tôi muốn ly hôn chồng ngay sau đêm tân hôn vì một bí mật động trời nhìn vào anh chẳng ai đoán được một con người hảo hoa sáng lạn gương mặt thanh tú nước da trắng trẻo ấy lại là một con nghiện lúc nào anh cũng nói yêu tôi thương tôi hứa sẽ mang hạnh phúc đến cho tôi nhưng giờ thì sao ngay trong đêm tân hôn anh bỏ mặc tôi nước mắt giản ruộng trên giường còn mình thì hì hục hút hít thứ gì đó rồi lăn vật ra sàn nhà thứ đó chẳng phải là lẫm xỉ đó là thứ mà người ta vẫn đồn đại nhau là ma túy nó đã giết anh Còn anh thì nhẫn tâm kéo tôi vào cuộc sống của anh Người đàn ông trung mâm Trung giường Trung chăn Sáng nào thức dậy cũng chạm mặt Là một con nghiện Mới 24 tuổi Tôi không đủ mạnh mẽ Để chấp nhận sống chung cả đời Với một con nghiện ngập như anh Rồi mai đây anh cũng sẽ giống như những người nghiện khác Sẽ đánh đập vợ con Sẽ không coi cha mẹ ra gì sẽ mang hết tiền của cải gia đình đem đổ vào thứ thuốc trắng ấy. Khi hết tiền, anh sẽ trộm cắp, gấp giật. Thậm chí tôi không dám nghĩ xa thêm nữa. Chuyện tình cảm của tôi và anh từ lúc yêu cho đến lúc cưới đều thuận buồn xuôi gió. Không hề gặp phải những rào cản nào từ phía gia đình, người thân hay kẻ thứ ba. Ngỡ tưởng ông trời yêu ái nên mới đem hạnh phúc đến trao tận tay tôi nào ngờ ngay trong đêm tân hôn Hạnh phúc ấy trở thành nỗi bất hạnh trong suốt cuộc đời của tôi Chồng đẹp để làm gì Nhà lầu xe hơi đó cũng chẳng có ý nghĩa gì Khi sự việc sờ sờ ngay trước mắt Liệu gia đình anh có biết chuyện con trai quý tử của họ Đang ngày đêm nghiệm ngập trong thứ thuốc chết người ấy Hay bố mẹ anh cũng đang bị anh mê muội Lừa dối như tôi Hình ảnh anh cào cấu bới lục hết các ngăn kéo trong phòng để tìm thứ thuốc độc ấy trong đêm tân hôn rồi lăn vật ra sàn nhà sẽ là nỗi ám ảnh trong suốt cuộc đời của tôi giờ đây tôi không biết phải làm sao để đối diện với cuộc sống của chính mình sau đêm tân hôn chồng tôi thú nhận tất cả với tôi rằng anh đã xa chân vào trong con đường hơn một năm nay anh hứa sẽ cai sẽ làm lại cuộc đời để sống tốt với tôi tôi đã muốn ly hôn chồng ngay trong đêm tân hôn nhưng nghĩ đến những kỷ niệm đã có với nhau suốt hai năm qua tôi lại không đủ dũng cảm để ly hôn đã hơn một tuần trôi qua nhưng tôi vẫn chưa tìm được cách giải quyết nào tốt nhất tôi có nên tin anh và cho anh một cơ hội để sửa sai hay không vâng thưa quý vị trong thời gian gần đây tôi đã mở thêm một cái kênh đó là Vân Sơn Miền Đông Được quý vị và các bạn cũng ủng hộ rất là nhiệt tình Tôi rất chân thành cảm ơn Và từ nay thì tôi đa số làm đến một video là hai, hai cái chuyện như vậy Thì cũng mong là quý vị cố gắng theo dõi đoạn cuối của hai cái video Tại vì là những cái chuyện ngắn này là thời lượng rất ít nên tôi cũng muốn kéo dài thời lượng ra để quý vị đọc và hiểu thêm cốt của câu chuyện và nó hay hơn nữa nên tôi cũng mong quý vị cố gắng lắng nghe cho hết cái đoạn sau cùng tôi rất là chân thành cảm ơn và đến đây thì tôi xin chào hẹn lại quý vị những video tiếp theo